Uh, có một số tu sĩ Phật giáo phát triển, trời ơi, sư không biết là quý vị có căm thù hay có cái gì uh, live stream mà không nói pháp gì tán gẫu với người xem và khi được hỏi về giáo pháp thì không trả lời mà cười ngạo người hỏi thì phạm giới hay không? Uh, tại sao sư nói như vậy là bởi vì sư gặp mấy cái ông nam tông ấy, một số ông cũng làm y chang như vậy. Đấy đừng nói đừng nói người ta bản thân mình cũng có một số người cũng y chang như vậy tức là gì? Đai chim tăng dốc ngồi nói chuyện chơi trên trời dưới đất có hết. Không có nói gì Nam Bắc gì hết trơn. Cái vấn đề là ở mình. Vấn đề là ở mình chứ đừng nói chuyện Nam Bắc. Ừ. Ờ... Trong kinh thì Đức Phật nói rất là nhiều có những người đó ăn cơm của đàn na tinh thí người ta cúng dường về đức tin lại đi tán dốc tán phét chuyện trên trời dưới đất chuyện làng trên sống dưới chuyện kinh tế xã hội văn hóa chính trị chuyện đàn ông chuyện đàn bà rất là nhiều Đức Phật hiển cách rất là nhiều những chuyện đó. Không tin thì quý vị đọc à, kinh trường à, bộ, kinh à, bài kinh đầu tiên là kinh Phạm Võng, rồi bài kinh Sa Môn Quả. Đức Phật hiển cách rất là nhiều. Đây, đương nhiên là nếu mà quý vị hỏi phạm cái giới gì đó, thì nó có một cái giới đó là Nói phím luận tức là nói chuyện vô ích, nói nhảm nhí cái giới này đó nói nhỏ thì nó không có nhỏ mà nói lớn thì nó không có lớn không lớn ở đây là so với những cái tội như là sát sanh trộm cắp tà dâm thì nó không lớn bằng mấy tội đó thôi chứ nó cũng lớn rồi chứ không nhỏ đâu cái chuyện mình tán dốc với cư sĩ này. cái nghiệp đó nó lớn lắm cái tội nó lớn lắm nó chỉ thua có cái chuyện là sát sanh trộm cắp tà dâm hoặc là ôm đàn bà thôi tại sao xin nói như vậy bởi vì có một cái vị tu sĩ khi mà tán dốc như vậy đó vì đó phạm một cái lỗi đó là làm trễ nải chánh pháp tức là thay vì cái thời gian đó vị đó dùng để truyền tải chánh pháp thay vì thời gian đó cư sĩ có thể học hỏi chánh pháp thì đi nghe những con người này nói và họ bỏ lỡ thời gian để lắng nghe chánh pháp và chánh pháp bị mai một chánh pháp bị trì hoãn chánh pháp dần đi vào mặn đêm bởi chính những con người này do đó cái tội họ rất là lớn mà nhiều người họ không có ngờ họ cứ nghĩ là ủa tôi nói chuyện rồi thì nó có sao đâu nó phải một mình tôi nhưng mà xin thưa là có câu chuyện như thế này à, ở một cái ngôi làng nọ đi người ta vào cái lễ hội trái cây thì à, thì hận mọi người họ ngâm rượu thì người ta nói như thế này bây giờ đó mỗi một cái à, mỗi một người thì cứ mang một họ làm cái bình rượu rất là lớn rồi hậu cũng nói là bây giờ mỗi một người đó cứ đem một lít rượu, đem một lít rượu đến đổ chung vào đây, nó cứ ngâm theo cái kiểu của mình đi. Đổ chung vào đây rồi, rồi chúng ta sẽ có một cái buổi liên hoan rất là lớn và chúng ta sẽ thưởng thức một cái buổi lễ hội là rượu trái cây của tất cả những người ở trong cái ngôi làng này, mỗi người góp một tí. Thì trong số những người đó có người họ nghĩ như thế này. Bây giờ ai cũng đổ rượu vô hết đấy. Uh, họ họ thiết của bây giờ mình đổ nước lã vô cũng đâu ăn nhầm gì cả ngàn phần con mình mình đổ nước lã vô mà thì đâu có ảnh hưởng nhiêu đâu ha không sao hết cho nên học chuẩn bị một cái bình nước lã họ đem đi cái người thứ hai họ cũng nghĩ y chang như vậy cái người thứ ba họ cũng nghĩ y chang như vậy và cả cái ngôi làng đó họ cũng nghĩ y chang như vậy và cuối cùng mỗi một người cho một cái bình nước lã và cứ đổ vô chung trong đó họ mở ra chân thử không có rượu đâu chơi toàn nước lã thôi mà cũng vậy đó khi mà mỗi một vị tỳ kheo không ý thức được trách nhiệm của mình trong vấn đề gìn giữ giáo pháp và ai cũng nghĩ là cái chuyện đó để cho người khác làm thì dần dần chính bởi vì những con người như thế giáo pháp dần đi vào màn đêm do đó cái lỗi rất là lớn chứ lỗi không có nhẹ